Đây là Easton, anh ấy đang đi dạo trong rừng, nhưng thật không may anh đã bị lạc. Trời thì lạnh vì hiện đang là mùa đông. Sau khi đi loanh quanh một lúc, Easton nhìn thấy ba con đường, tất cả đều có vẻ nguy hiểm. Nếu đi theo con đường bên trái, anh sẽ phải đi qua khu vực có một bầy sói đói sinh sống. Nếu đi thẳng về phía trước, Easton sẽ đi qua nơi ở của những con gấu nâu khổng lồ. Con đường bên phải sẽ dẫn anh đến một hồ nước được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Easton nên chọn đường nào? Anh nên chọn con đường thẳng phía trước. Những con gấu nâu sống ở đó sẽ không gây nguy hiểm vì bây giờ đang là mùa đông và loài động vật này sẽ ngủ đông. Serena đã đi một mình đến ngôi nhà ma quái nhất trong khu phố. Đó chắc chắn là một sai lầm. Khi cô vào trong, cánh cửa liền khóa lại ngay sau lưng. Bây giờ cô có ba lối thoát. Phía sau cánh cửa đầu tiên có một thây ma. Phía sau cánh cửa thứ hai là một con ma cà rồng. Phía sau cánh cửa thứ ba có một con ma đang giận dữ. Đường nào là an toàn nhất? Serena nên chọn cánh cửa thứ ba. Những con ma có thể rất đáng sợ, nhưng không gây nguy hiểm. Serena kể cho bạn bè nghe về cuộc phiêu lưu của mình, và tất nhiên họ không tin cô. Đêm hôm sau, một trong số họ là Rylan cũng quyết định đến ngôi nhà kia. Khi anh bước vào, cánh cửa phía sau anh liền khóa lại. Và một lần nữa có ba lối thoát. Nhưng lần này, đằng sau cánh cửa đầu tiên có một chiếc kính lúp rất lớn. Nó sử dụng ánh sáng mặt trời để đốt cháy bất cứ ai và bất cứ thứ gì bên trong. Phía sau cánh cửa thứ hai là một con rồng to lớn không thích người lạ. Và đằng sau cánh cửa thứ ba có một con sư tử đói. Rylan nên chọn đường nào để sống sót? May mắn cho anh, lúc đó là ban đêm. Không có mặt trời nên kính lúp sẽ không gây hại gì. Cửa đầu tiên là sự lựa chọn an toàn nhất. Archer tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Anh đã mời tất cả bạn bè, nhưng đó cũng là ngày anh phát hiện ra một trong số họ là người ngoài hành tinh. Bạn có biết đó là ai không? Đó là Alex. Nhìn kìa, cả hai chiếc giày của anh ấy đều là chiếc bên trái. Lạ nhỉ? Trong vũ trụ song song, người ta chỉ được phép vui chơi và ăn đồ ngọt. Học hành là vi phạm luật lệ. Noslo trở về nhà sau bữa tiệc ở một câu lạc bộ và hỏi các con gái ngày hôm nay của chúng như thế nào. Eve nói em đã chơi game trên máy tính suốt cả ngày. Anna nói em đã mời bạn bè đến rồi làm một chiếc pizza lớn và ăn cùng nhau. Hannah nói em thậm chí còn chưa ra khỏi giường. Em đang xem video trên YouTube. Nhưng thực ra một trong ba cô gái đang bí mật học bài. Là ai vậy? Hannah, nhìn tay cô bé xem, nó bị dính một số vết mực. Nếu xem YouTube thì em sẽ không cần phải dùng bút. Karina sẽ trở thành một nhà sử học. Sau những giờ học, cô thích đến bảo tàng lịch sử để đọc sách và học những kiến thức mới. Một ngày nọ, trong khi đang học ở đó, cô gái đi vào phòng vệ sinh và để lại đồ đạc của mình. Khi quay trở ra, cô phát hiện rằng chiếc ví của mình biến mất. Noel nói cô không chú ý đến Karina hoặc những đồ đạc của cô ấy. Tucker cho biết vào lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại với bạn của mình. Lyra nói cô không ăn cắp bất cứ thứ gì cả. Ai đã nói dối? Tucker, vì nói chuyện điện thoại trong bảo tàng là bị cấm. Bà Moore có một quy tắc. Nếu các cô con gái của bà muốn ăn kem vào buổi tối, thì chúng phải làm một số việc nhà vào ban ngày. Vào một ngày thứ ba trời mưa tầm tã, bà Moore đi làm về và hỏi các cô con gái của mình xem chúng đã làm gì ngày hôm nay. Charlotte nói rằng em đã hút bụi ở tầng 2. Indiana thì bảo em đã giặt đồ xong. Polaris nói em đã tưới cây ở trong vườn. Hôm đó ai không được ăn kem? Polaris, em nói rằng em đã tưới hoa, nhưng tại sao phải làm việc đó khi bên ngoài trời đang mưa cơ chứ?
Thám tử Callum đang thực hiện nhiệm vụ tìm ra Macaron và yêu tinh. Anh biết rằng Macaron đang sống trong ngôi nhà màu đỏ ở phía bên trái khu phố. Hãy quan sát kỹ gia đình này và tìm ra Macaron nhé! Đó là anh chàng này. Anh ấy đi ngang qua chiếc gương nhưng không có hình ảnh phản chiếu. Bây giờ hãy trở lại với yêu tinh nào. Anh ta sống trong ngôi nhà màu xanh lá ở phía bên phải khu phố. Thám tử Callum cũng đã bắt đầu theo dõi ngôi nhà này. May mắn thay, anh chỉ thấy hai người. Nhưng ai là yêu tinh? Đó phải là anh chàng này. Nhìn kìa, tai anh ấy nhọn. Ông bà Mitchell đã gọi cho cảnh sát. Họ nói rằng con trai của họ, một học sinh trường tư thục, đã đi học nhưng không thấy quay về. Vấn đề là cậu bé bị chứng mất trí nhớ. Cảnh sát bắt đầu lục soát thành phố. Họ tìm thấy ba thanh thiếu niên bị mất trí nhớ. Các em này không biết tên của chúng hoặc tên bố mẹ của mình. Tuy nhiên họ vẫn tìm ra được ai là con trai của ông bà Mitchell. Bạn có biết tại sao không? Đó là cậu bé ở giữa. Con trai của ông bà Mitchell đã đi học vào buổi sáng và không về nhà. Vì vậy, hẳn là cậu ấy vẫn đang mang đồng phục của trường mình. Mỗi ngày, Phoebus đều đi qua biên giới của hai quốc gia. Anh ta đặt xe và đeo một chiếc ba lô lớn. Các nhân viên hải quan kiểm tra túi của anh ta hàng ngày nhưng không thể tìm thấy thứ gì bị cấm. Tuy nhiên, họ vẫn chắc chắn rằng Phoebus đang làm chuyện gì đó sai trái. Thực ra thì họ đã đúng nhưng không thể biết đó là gì. Bạn có biết vấn đề ở đâu không? Hãy nhìn xem, mỗi lần Phoebus lại đi một chiếc xe đạp khác nhau. Anh ta buôn lậu xe đạp ngay trước mắt họ. Bà Adams trở về nhà. Cô ấy có ba đứa con, chúng bị cấm túc và không được phép xem TV. Khi chuẩn bị vào nhà, cô nghe thấy tiếng TV đang được bật. Nhưng khi cô bước vào nhà, nó đã bị tắt đi. Serenity đang ở trong vườn. Em ấy nói rằng mình đang trồng lại bồn hoa trong khoảng vài giờ qua. Cressida thì đang ở trong phòng của em ấy trên lầu để làm bài tập về nhà. Everest đang ở trong gara để chơi guitar. Ai đã nói dối? Serenity, không ai mặc váy làm vườn cả. Ngoài ra em hoàn toàn sạch sẽ và không có bất kỳ dụng cụ làm vườn nào bên mình. Oliver rất tệ trong việc xếp đồ. Bất cứ khi nào đi đâu đó, anh cũng luôn mang theo những thứ không cần đến. Hôm nay Oliver đang chuẩn bị đồ để đi cắm trại trong rừng. Hãy nhìn vào chiếc túi và xem anh ấy sẽ không cần gì trong chuyến đi nhé. Nhìn kìa, có một cái ấm điện đun nước. Trong rừng không có điện nên chắc chắn Oliver có thể để nó ở nhà. Bây giờ hãy xem Oliver đã xếp những gì cho ngày cuối tuần ở nhà bố mẹ. Anh ấy sẽ không cần những gì. Có hai chiếc khăn rất lớn. Tôi khá chắc là bố mẹ Oliver có khăn tắm dự phòng. Anh có thể để chúng ở nhà. Oliver chuẩn bị đi nghỉ mát ở một hòn đảo hoang. Anh ấy sẽ ở đó trong vài ngày và cố gắng sống sót. Anh ấy sẽ không cần những thứ gì khi ở trên đảo. Ôi trời, đừng mang theo laptop, nó sẽ hết pin rất nhanh đấy. Cuối cùng thì Suzy cũng được đi nghỉ mát và cô định đến Mexico. Cô sống một mình, vì vậy cô đã nhờ một người bạn chăm sóc cây cảnh và con mèo của mình. Người bạn đồng ý và đem chúng về nhà cô ấy. Khi Suzy quay về, cô nhận ra đã có người ở trong nhà của mình khi cô đi vắng. Làm sao Suzy biết được điều đó? Suzy sống một mình, nhưng hãy nhìn xem, một số gói hàng đã được chuyển đến khi cô đi vắng và bằng cách nào đó chúng ở trong chứ không phải ở bên ngoài ngôi nhà. Elijah gặp tai nạn trên đường, anh đâm vào một cái cây,
chiếc xe bị hỏng và Elijah bị bầm tím nhiều chỗ. Anh không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, họ nhận thấy một chi tiết nhỏ và tịch thu bằng lái xe của anh. Tại sao vậy? Elijah đang đeo kính. Anh có một vài vết xước trên mặt, nhưng kính của anh thì không bị vỡ dù chỉ một chút. Cảnh sát nghi ngờ rằng mặc dù anh chàng có thị lực kém nhưng đã không đeo kính khi đang lái xe. Chắc hẳn anh ấy chỉ đeo nó vào sau khi tai nạn xảy ra. Sebastian là một nhà khảo cổ học nổi tiếng. Anh đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm kho báu của các nền văn minh cổ đại. Một ngày nọ, anh tìm thấy một chiếc giường chứa đầy tiền vàng trong hang động. Chúng có từ năm 2000 trước công nguyên. Vì lý do nào đó, Sebastian vô cùng thất vọng với phát hiện này. Tại sao vậy? Các đồng tiền này là giả. 2000 năm trước công nguyên, mọi người không biết họ đang sống ở thời đại trước thời điểm hiện nay. Vì vậy, họ không thể khắc ngày này trên đồng tiền được. Phát hiện tốt đấy.